Rồi. Cái chương này là chương hồ quang tiếp xúc điện và cách điện trong khí cụ điện. Cái hồ quang này này. Trong hầu hết các cái thiết bị điện đóng cắt của chúng ta thì đều có hiện tượng hồ quang xảy ra. Khi mà tới tiếp điểm động với tiếp điểm tĩnh nó đóng vào mở ra ấy, thì khi mà tiếp điểm động gần sát với tiếp điểm tĩnh, cái khoảng cách đấy nó đủ nhỏ thì bắt đầu nó sinh ra hồ quang. Trong quá trình đóng vào ấy thì là nó cái khi mà bắt đầu gần gần vào mặt tiếp điểm động ấy, tiếp điểm tĩnh ấy thì nó có tí hồ quang, xong nó đóng vào ngay thì mất hồ quang ngay. Chỉ trừ trường hợp là khi mà đóng vào nó lại nhảy ra, đóng vào nhảy ra nó lại sinh hồ quang, cái chỗ đấy thì nó có một chút, còn khi là nó đóng hẳn vào ổn định thì mất hồ quang. Nhưng mà cái khi mà cái khó khăn nhất là cái lúc mà cắt ra ấy, đang ngay tiếp điểm động, đang đóng sát vào tí điểm tĩnh, cắt ra cái là bắt đầu nó xuất hiện hồ quang. Và từ cái nguồn hồ quang ban đầu đấy, nó bắt đầu mới phát sinh ra hồ quang, nó càng phát triển ra. Thế quá trình tiếp điểm nó càng mở ra thì là trong một cái giới hạn nào đấy hồ quang nó phát triển mạnh, đến khi mở hẳn hết rộng ra thì là nó hồ quang, khi đạt một khoảng cách nào đấy hồ quang nó tắt đi. Các em có thể search trên YouTube ấy, cái hồ quang mà khi cánh đóng rất cắt cái giao cách ly ấy, đóng cắt cái giao cách ly của cái lưới điện 110, 220 hoặc 500 ấy, hồ quang kéo dài hàng 2-3 mét. Trên YouTube nó có đấy, search cái ra ngay. Thì cái hồ quang ấy, thì bản chất của quang là cái sự hiện tượng phóng điện ở trong chất khí thôi. Thì khi phóng điện đấy nó kèm với các hiện tượng như này. Là hiện tượng là gì? Phát ra cái ánh sáng rất là chói lòa. Rồi là đợi thầy tí. Phát ra ánh sáng chói lòa là một. Thứ hai nữa là gì? Nhiệt độ nó rất là cao, từ 5.000 đến 6.000 độ C. Và cái mật độ dòng điện rất là lớn. Nó từ 100 đến 1.000 ampere trên milimét vuông. Này. 100 đến 1.000 miliampere trên 100 đến 1.000 ampere trên mét vuông. Có bạn nào đang xin vào lớp đấy, trung duyệt cho bạn ấy. Đấy, Trung ơi. Alo. Bích tên. Chả biết được bạn nào ấy xin duyệt thì phải xin vào lớp chứ. Trung duyệt. Lại nhắn tin bảo thầy mở lớp cho bạn vào. Đích thân thầy ạ. Không, 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 không thấy, không thấy xin vào thì làm sao mà duyệt được. Đấy, thường thường nó phải xin vào thì mình mới duyệt được chứ. Đang bảo nó đây. Chủ cháu táo nha. Nào tiếp tục. Nhiệt độ của nó này 5.000 đến 6.000 độ C này. Và nhưng mà cái nhiệt độ cao và cái kèm theo hiện tượng phát sáng là sáng chói lòa luôn. Đấy, cho nên là đây là cái hồ quang. Ở trong chất khí có cái hiện tượng phóng điện khác gọi là phóng điện vầng quang, thì cái lúc đấy là gì? Cái cường độ cường độ điện trường lớn, rồi là cái mật độ dòng điện nó bé, nhiệt độ thấp và ánh sáng phát ra yếu ớt.
cái hiện tượng đấy là phóng điện vầng quang thì các em học ở trên trong cái môn lưới điện của thầy Hải đấy, điều kiện để phóng điện vầng quang đấy. Không biết thầy Dạ Hải là học lưới điện, dạy lưới điện chưa? Đấy thì là cái hồ quang này ở trên thực tế nó chia làm hai loại, hồ quang có ích và hồ quang có hại. Hồ quang có ích là những này em gặp ở trong các cái lĩnh vực, ví dụ hàn, hàn điện, cái ông thợ hàn sắt các thứ, hàn kim loại dùng điện thì các em đi qua thấy ánh sáng nó phát ra rất là chói, là người ta phải đeo kính vào, không có cái ánh sáng đấy vào là nó làm hỏng hết mắt. Đấy, tuy nhiên là tuy nhiên là cái kính thì kính, nhưng mà những cái ông thợ điện ấy thì dần dần ông cũng sẽ bị mắt cũng bị ảnh hưởng. Đấy, mà các em biết là bây giờ cái thợ hàn này, bây giờ ông nào mà thợ hàn bậc cao ấy là ông lương rất là cao đấy. Lương của ông ấy, tại sao đang tự nhiên lại thoát ra ngoài ấy nhỉ? Đấy. Thì là lương hàng mấy nghìn đô, 7-8 nghìn đô đấy, kinh lắm, cao hơn kỹ sư điện nhiều. Kỹ sư điện bây giờ ra trường ấy, năm đầu tiên, 2 năm đầu tiên thì có 7 triệu bạc tháng, đủ tiền xăng xe với tiền ăn sáng, sống kiểu mức nghèo ở thành phố. Đấy, còn cái thợ từ hàn này bây giờ mà những ông thợ nào bậc cao ấy, lương cao lắm. Đấy, và cái đấy là cái hàn, cái hồ quang có lợi. Tiếp theo là cái hồ quang, hồ quang trong cái lò luyện thép. Ví dụ cái thép đấy cần phải nung nóng chảy luyện, nhưng mà không phải luyện ở những cứ chảy ra là được đâu, nó còn có cái để cho cái quá trình luyện đấy nó đúng theo cái quy trình để làm sao cho tạo ra cái thép có chất lượng tốt đấy. Người ta phải có cái quy trình tăng nhiệt độ như nào, giảm nhiệt độ làm sao để ra nhiệt cho tốc theo đúng cái tốc độ, theo đúng cái quy trình của công nghệ ấy, thì là phải dùng hồ quang. Hồ quang liên tỏa cái năng lượng tỏa ra rất lớn, nó nung cái đấy, nó muốn tăng giảm nhiệt độ rất là nhanh. Đó. Hoặc là hồ quang trong một số cái hồ quang có lợi khác, ví dụ như các em vừa rồi có xem cái video của một cái nhà khoa học mà chế tạo ra cái máy mà tạo ra cái plasma lạnh không? Để khử trùng bề mặt đấy. Ông đấy là ông dạy ở cái trường ngày xưa thầy học đấy, ngày xưa là khi mà thầy học nghiên cứu sinh ở bên đấy, thì ông làm một tiến sĩ khoa học, thầy làm tiến sĩ, anh em gặp nhau thỉnh thoảng hay ngồi đấy, Bùi Quốc Sĩ. Vừa rồi thấy tivi nó đưa ông tạo ra cái máy để tạo ra cái plasma lạnh để diệt khuẩn đấy. Đấy thì cũng là nguyên lý là từ cái phóng điện thì ông tạo ra cái plasma lạnh, xong rồi lấy cái đấy để đi diệt khuẩn trên bề mặt. Đó, thì cái đấy thầy nói là về mặt y học là nó an toàn với sức khỏe, mà nó diệt được rất tốt cái các vi khuẩn trên bề mặt. Đấy thì là đây là những cái mà hồ quang có hại à có lợi. Còn ở trong thiết bị điện, nói thật với các em, trong thiết bị điện của chúng ta hồ quang là nó rất là phiền toái, rất là có hại. Đấy, trong các cái thiết bị đóng cắt như công tắc tơ này, củ dao này, máy cắt này, automat này, những cái mà có cái chuyện là đóng cắt nữa, khi mà hoạt động nó liên quan đến quá trình đóng cắt, đóng vào mở ra đấy, thì cái môi trường không khí giữa hai tiếp điểm nó sẽ tạo thành hồ quang. Cái hồ quang đấy rất là có hại. Đây, cái thứ hại thứ nhất là này, là nó tạo ra tia lửa, gây ra cháy nổ. Chúng ta biết là cái thời gian gần đây thỉnh thoảng ở trên báo nó có cái chuyện cháy nhà do ga nó dò đấy. Nếu mà ga cháy nhà, ví dụ như những cái nhà mà
có trẻ em với người già ấy, cái vận hành cái quy trình bếp ga nó không đúng. Ví dụ như khi mà ta nấu xong ta tắt đi, thường là vặn đi, không nó không kêu cực cái mà chỉ vặn thấy nó tắt rồi thôi, tưởng chừng như là ga đã tắt hết ấy, nhưng mà không phải, ga nó vẫn còn rỉ ra. Nhưng cứ thế khóa cửa bỏ đi, lúc quay về nhà thì thấy nhà nồng nặc mùi ga. Thế lúc đấy mà nếu mà anh vào anh bật điện lên, hoặc là ông bật bật lửa lên, vì nhất là về đêm mà về cái bật cái đèn điện lên thì thôi nó toi luôn, nó thành tha thành đuốc sống như ông Lê Văn Tám luôn. Đấy là do cái gì, khi bật điện lên các em ấy để ý xem, đêm các em bật điện lên cũng thấy ánh sáng nó phát ra từ cái công tắc của chúng ta, nó choe tóe lên một tí đấy. Thì huống hồ gì một cái nhà mà đầy hơi ga mà có nguồn mồi lửa như thế, nó khác gì là bật bật lửa xem xăng còn hay hết đâu, đúng không? Hoặc là đấy là cái, hoặc là anh vào cái anh bật, anh hút thuốc lá, anh phì phào thuốc lá, anh về anh gặp cái môi trường đấy là anh cũng thành thành bê thui hết đó. Đấy là cái tác hại của hồ quang, là nó gây ra cháy nổ, và nhất là trong điều kiện ví dụ các cái môi trường của các cái khắc nghiệt khác, ví dụ trong các cái công nghiệp khai thác mỏ ở dưới cái mỏ hầm lò mà, thì là cái khí mê tan nó đọng lại dưới đấy nhiều, rồi các cái bụi than các thứ cũng dễ cháy. Nếu như có mồi lửa mà cái thiết bị điện sử dụng dưới đấy mà nó không an toàn kín lửa thì nó chỉ cần có tí hồ quang ấy là cháy cả mỏ. Mà các em biết là trên thế giới có những cái mỏ nó cháy âm ỉ mà người ta không dập được, mấy năm cũng không dập được, nó cứ cháy đấy. Than thì vô hạn ở dưới đấy, nó cứ cháy âm ỉ dưới đấy. Đó. Thì đấy là cái hoặc là ở trong cái môi trường mà xăng dầu chẳng hạn, các cái kho xăng dầu, các cái nhà máy lọc dầu đó, thì là rất dễ là bị. Alo. Cứ cho vào thì cứ ấy vào đi, thì nó nổi lên thì bạn chờ bạn thì sẽ duyệt cho vào, cứ đăng ký vào đi. Đấy thì là thế đấy. Trong cái môi trường đấy là cũng nhiều hơi xăng hơi dầu thì cái hồ quang nó cũng sẽ dễ gây ra cháy nổ trong đấy, hoặc là trong cái kho vũ khí đạn dược đấy, kinh lắm, chỉ có tí mồi lửa là đi luôn cả kho luôn đó, hồ quang có hại. Cái thứ hai là hồ quang nó sẽ phát sinh ra nhiệt, nhiệt đấy làm nóng là sẽ làm cho thiết bị nó hỏng. Cái thứ ba là hồ quang nó sẽ làm mài mòn tiếp điểm, khi mà hồ quang sinh ra làm cho cái tiếp điểm nó bị bay hơi, vật liệu tiếp điểm bay hơi làm cho tiếp điểm bị mài mòn. Lâu ngày đóng cắt là người ta phải vệ sinh cái chỗ đấy, bị oxy hóa, vệ sinh chỗ đấy đi, và cái điểm nó dần dần nó mòn đi, dẫn đến cái tiếp xúc nó không tốt nữa. Đấy, hồ quang nó như vậy đấy, nó ở trong thiết bị điện là cái loại đáng ghét, loại có hại, nên cho nên người ta phải tìm cách là càng dập hồ quang càng nhanh càng tốt nha. Đấy, thế bây giờ để nghiên cứu cái hồ quang điện thì ta trước hết ta nghiên cứu cái hồ quang điện một chiều đã. Thì ta làm thí nghiệm thế này, có một cái ống phóng hồ quang là như thế này, ống phóng hồ quang này, ở trong này một cái chất khí này, ở giữa hai đầu là hai điện cực anode và cathode này, đây cái chất khí này. Cái ống này là ống phóng hồ quang, khi nào mà điện áp ở hai đầu cái đầu này nó đủ lớn thì nó sẽ phóng điện qua đây đó, và người ta đấu vào cái nguồn, một cái nguồn điện như này, ở đây người ta đấu một cái điện trở, cái biến trở để thay đổi cái điện áp ở trên hai cực hồ quang, cực của ống phóng hồ quang. Người ta đo dòng điện ampe kế, người ta đo điện áp ở hai đầu hồ quang bằng hai cực của hai cái cực này bằng vôn kế đây, và người ta xây dựng cái đặc tính, đây là điện áp ở hai đầu hồ quang, đây là u hồ quang,
Và cái điện áp này là y hồ quang này. À, cái dòng điện đây là đặc tính vô ampe của cái hồ quang. Thì ban đầu ấy, khi mà để cái điện trở này nó lớn thì không có dòng điện đi qua, thế thì bây giờ giảm nhỏ cái R này, giảm đến mức nào đấy thì bắt đầu thấy cái kim đồng hồ này nó nhích dần, nó nhích bắt đầu từ A này nó nhích. Cái lúc mà hồ quang cái giai đoạn đầu cái A này nhích dần nhưng mà cái điện áp của cái nó không đổi. Thì rõ ràng người ta thấy đây giữa đây là chất khí mà cái đồng hồ cái kim đồng hồ nó chỉ, chứng tỏ có dòng điện đi qua cái chất khí này. Thì cái vùng đấy người ta gọi là vùng phóng điện, vùng tối. Lúc này dòng điện bé mà nó không phát ra ánh sáng, nhưng mà tôi thấy qua đồng hồ tôi thấy nó phóng qua chất khí này, thì cái vùng này người ta đặt là cái vùng phóng điện tối. Có dòng điện phóng qua nhưng mà không phát ra ánh sáng. Đây, trên đồ thị, đây là vùng 1. Vùng 1 đây. Đấy. Thế người ta bắt đầu tiếp tục, người ta giảm cái R đi. Thì người ta thấy là cái điện áp và dòng điện trên cái u hồ quang này, nó bảo điện áp, dòng điện thì nó cũng tăng nhưng không tăng nhiều. Nhưng điện áp thì bắt đầu nó giảm rất nhanh. Đến đây. Và khi mà tiếp theo nữa, giảm tiếp cái R này thì là cái điện áp nó giữ không đổi. Điện áp hai đầu hồ quang này này. Không đổi nhưng mà dòng điện tăng nhanh. Nhưng mà lại không có phát sáng. À, nó có phát sáng nhưng ánh sáng nó không chói lòa. Ánh sáng rất yếu ớt. Thì cái vùng 3 này này. Vùng 3 này này. Là cái vùng phóng điện vầng quang. Phóng điện vầng quang bình thường. Cái điều này ta thấy ở trong cái, ví dụ nhà ai mà ở dưới đường dây cao thế từ 110 trở lên. Thì từ 110 trở lên thì là thỉnh thoảng gặp những cái ngày trời mưa ấy, những ngày trời mưa hoặc là sương mù, các em thấy là có hiện tượng phát sáng ở trong không khí đấy. Đấy là hiện tượng phóng điện vầng quang nha. Đấy thì là cái ánh sáng yếu ớt. Đây là cái vùng 3 này. Vùng này, vùng 3 này. Đấy. Còn tiếp theo. Thì cái giữa tiếp giáp giữa vùng 2 và vùng 3 khi mà dòng điện vẫn tăng nhưng mà điện áp nó tụt này. Người ta lại gọi là vùng quá độ tối sang vầng quang. Vùng 2. Đấy, cái tiếp giáp này này. Đây vùng 2. Đó. Tiếp tục. Giảm tiếp điện trở đi. Thì nó thấy, người ta thấy này. U bắt đầu tăng và Y bắt đầu tăng. Và ánh sáng vẫn có. Thì người ta gọi là cái vùng này là vùng phóng điện vầng quang không bình thường. U tăng và Y tăng. Tiếp tục. Giảm tiếp điện trở thì bắt đầu lại thấy từ cái U hồ quang này nó tụt xuống rất mạnh. Và Y hơi tăng một tí. Và đến cái vùng đây, vùng cuối cùng là vùng 6. Thì là bắt đầu phát hiện xuất hiện ánh sáng chói lòa và cường độ dòng điện, mật độ dòng điện rất lớn, nhiệt độ tỏa ra rất lớn, thì cái vùng này chính là hồ quang. Đấy. Còn cái vùng từ vùng 3 sang vùng 6, ở vùng 4 sang vùng 6 này, người ta gọi là vùng quá độ từ vầng quang sang vùng hồ quang. Vậy là cái vùng này cả hai cái vùng 3, 4 đều phát ra ánh sáng yếu ớt, gọi là vùng phóng điện vầng quang. Nhưng cái vùng 4 này nó có hơi đặc biệt một tí, tức là điện áp nó thay đổi để nó chuẩn bị sang cái vùng, sang cái phóng điện hồ quang mà. Đấy, tóm lại cái quá trình thí nghiệm này ta xác định được 4, 6 cái vùng như này. Đấy. Vùng 1, vùng 2, vùng 1 là phóng điện vùng tối, 2 là quá độ vùng tối sang hồ vầng quang, 3 là vầng quang bình thường, 4 là vầng quang không bình thường, 5 là quá độ từ vầng quang sang hồ quang và 6 là hồ quang. Thì cái hồ quang nó có cái đặc điểm như này, nó khác với vầng quang là này, mật độ dòng điện lớn, ban nãy thầy nói rồi, từ 100 đến 1000 ampere trên mét vuông. Và cái điện áp
ca tốt thấp, chốc nữa thầy sẽ, người ta sẽ đo cái, người ta sẽ phân tích kỹ cái thân hồ quang.